vì sao chưa chính thức hình thành bão số 4 mà miền Trung đã mưa to? Chuyên gia khí tượng đưa ra các trọng tâm diễn biến của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão số 4, trong đó hoàn lưu phía trước của áp thấp nhiệt đới kết hợp giải hội tụ nhiệt đới đã gây mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Ngày 18 tháng 9, nói về diễn biến của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão số 4, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến sáng nay, áp thấp nhiệt đới có xu hướng di chuyển chậm lại. Lúc 7 giờ, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng hơn 200 km về phía đông, dự báo trong 24 giờ tới, khi di chuyển vào khu vực quần đảo Hoàng Sa, nhiều khả năng áp thấp nhiệt đới này mạnh lên thành bão. Hướng di chuyển hiện tại của áp thấp nhiệt đới chủ yếu là hướng Tây, nhưng sau khi mạnh lên thành bão thì sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và hướng về đất liền các tỉnh miền Trung. Dưới tác động của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau là bão, trên biển trong ngày và đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8. Từ gần sáng và ngày mai 19 tháng 9, vùng gió mạnh sẽ mở rộng tới khu vực biển Trung Bộ. Trọng tâm từ Hà Tĩnh, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, sóng biển ở khu vực này cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão cao 3 đến 5 mét. Về dự báo mưa, theo ông Nguyễn Văn Hưởng, do tác động của giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Bộ, kết hợp thêm với hoàn lưu phía trước của áp thấp nhiệt đới hiện tại, đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, một số nơi trên 100 mm. Dự báo trong hôm nay đến sáng 20 tháng 9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xảy ra đợt mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm, có nơi trên 300 mm. Với lượng mưa như vậy thì khu vực Trung Bộ, đặc biệt là vùng núi của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam trong thời gian tới cần hết sức lưu ý hiện tượng lũ quét và trượt lở đất, ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh. Lúc 10 giờ ngày 18 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 190 km. Sức gió mạnh nhất cấp 7, 50-61 km/h, giật cấp 9. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10-15 km/h. Có hai điểm rất nguy hiểm ở áp thấp nhiệt đới này là đường đi rất phức tạp và khả năng gây mưa sớm. Theo Tiền Phong, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, bão số 4 rất ít khả năng trở thành cơn bão mạnh nhưng lại rất phức tạp và khó lường về đường đi. Vì vậy, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất. Thời gian di chuyển rất nhanh khiến cho bão hình thành từ áp thấp nhiệt đới đang tồn tại trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng rất sớm đến đất liền. Tuy nhiên, khi áp sát vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình, bão đi chậm lại, men theo đường bờ biển trước khi vào đất liền, khiến thời gian ảnh hưởng lâu và vùng ảnh hưởng rất rộng. Vào 4 giờ ngày 18 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 7, 50-61 km/h, giật cấp 9. Những giờ qua, áp thấp nhiệt đới di chuyển rất nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/h. Trưa ngày 18 tháng 9, khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ đêm 18 tháng 9, mưa có thể mở rộng ra Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng tiếp tục đón mưa lớn do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Dự báo, do ảnh hưởng của các ổ mây dông trước bão, sau đó là hoàn lưu bão, từ trưa 18 tháng 9 đến đêm 19 tháng 9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm. Vâng, đến sáng ngày hôm nay, 18 tháng 9, thì các áp thấp nhiệt đới có xuống di chuyển chậm lại. Và đến lúc 7 giờ sáng nay thì khi áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng hơn 200 km về phía đông. Và chúng tôi dự báo là trong khoảng thời gian 24 tiếng tới khi mà di chuyển đến khu vực quần đảo Hoàng Sa thì nhiều khả năng áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành cái bão. Và với cái hướng di chuyển là hiện tại đang là chủ yếu theo hướng Tây, sau đó khi mạnh lên thành bão thì áp thấp nhiệt đới sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và hướng về đất liền các tỉnh miền Trung. Và với cái diễn biến như vậy thì chúng tôi nhận định là cái dưới tác động của cái hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau là cơn bão ấy, thì trên biển trong ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Biển Đông sẽ có cái gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8. Và trong từ gần sáng và ngày mai thì vùng gió mạnh sẽ mở rộng đến khu vực biển Trung Bộ, trọng tâm là khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi, với Quảng Nam, Quảng Ngãi với cái gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9. Và sóng biển ở các khu vực này sẽ cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão cao từ 3 đến 5 mét. Đó là về cái diễn biến của gió mạnh trên biển. Còn là về cái diễn báo mưa thì do tác động của cái giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Bộ kết hợp thêm với lại cái hoàn lưu phía trước của cái cơn bão áp thấp nhiệt đới hiện tại
thì trong đêm qua và sáng sớm nay khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có cái mưa to với cái lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, một số nơi có mưa xấp xỉ trên 100 mm. Và chúng tôi tiếp tục dự báo trong ngày hôm nay hết khoảng ngày 19 đến sáng của ngày 20 tháng 9 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xảy ra một cái đợt mưa lớn với cái tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm và có nơi trên 300 mm. Và với cái lượng mưa như vậy thì cái khu vực Trung Bộ, trong cái vùng núi Trung Bộ, nhất là cái khu vực từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và khu vực Quảng Nam, trong thời gian tới cần hết sức lưu ý đến cái hiện tượng lũ quét và trượt lở đất. Ngay trưa 18 tháng 9, khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ đêm 18 tháng 9, mưa có thể mở rộng ra Thanh Hóa, Nghệ An. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng tiếp tục đón mưa lớn do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Đêm 17 tháng 9 đến sáng sớm 18 tháng 9, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17 tháng 9 đến 3 giờ ngày 18 tháng 9 có nơi trên 70 mm, như Hòa Hải, Hà Tĩnh 125,8 mm, như Xuân, Thanh Hóa 82,2 mm, Sơn Trạch, Quảng Bình 92,6 mm, Trà Phú, Quảng Ngãi 82,8 mm, Ninh Sim, Khánh Hòa 80,8 mm, Ea Sin, Đắk Lắk 76 mm, Madagui, Lâm Đồng 88,4 mm. Dự báo do ảnh hưởng của các ổ mây dông trước bão, sau đó là hoàn lưu bão, từ trưa 18 tháng 9 đến đêm 19 tháng 9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 đến 250 mm, có nơi trên 400 mm. Từ ngày và đêm 20 tháng 9, khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 đến 100 mm, có nơi trên 200 mm, mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21 tháng 9. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An từ đêm 18 tháng 9 đến đêm 19 tháng 9 cũng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 180 mm. Ngoài ra, chiều tối 18 tháng 9, khu vực phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Khu vực Nam Trung Bộ, ngày và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên từ ngày 18 tháng 9 đến đêm 19 tháng 9 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 đến 70 mm, có nơi trên 120 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Từ ngày 20 tháng 9, mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, mưa lớn trong thời gian ngắn có khả năng gây ngập úng ở vùng trũng, thấp, nguy cơ xuất hiện lũ quét trên các suối, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay sau khi đến quần đảo Hoàng Sa, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng vào vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, kịch bản này có xác suất khoảng 70%. Hai kịch bản khác có xác suất thấp hơn, một là bão lên vịnh Bắc Bộ, hai là bão đi xuống khu vực phía Nam miền Trung, mỗi kịch bản này có xác suất khoảng 15%. Với kịch bản có xác suất cao nhất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng đến 19 giờ tối ngày 19 tháng 9, tâm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng khoảng 180 km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Những giờ sau đó, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km với cường độ giảm dần. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, điều nguy hiểm của cơn bão số 4 là khả năng tác động vào đất liền nước ta từ rất sớm, thời gian ứng phó với bão rất ngắn.